Vâng, Soka xin chào các bác nhá. Thì hôm nay Soka em có một cái đơn hàng hoàn về để kiểm tra. Đấy, thì con này nó là bơm bơm hỏa tiễn trục xoắn 12V 250W. Đấy. Đây. Đây người nhận đây. Người gửi là anh Trần Ngọc Tiến ở đội 1 ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Đấy, thì đơn này thì thì em đã gửi lại con mới cho anh rồi. Đấy, và anh sử dụng con mới thì anh bảo ok, không vấn đề gì. Nhưng con này thì anh bảo là nó bị thì ăn dòng. Đấy, ăn dòng thì không biết là bị nhiều. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra. Đấy, thì qua đây cũng chia sẻ luôn cho các bác là ví dụ về con máy nó, ví dụ như thông số bảo ăn dòng thì có thể là nó bị chập ở đâu đấy. Đấy, thì nó sẽ hai cái dây nó sẽ chạm vào nhau, thành ra nó cái điện năng nó không tạo thành cơ năng mà sinh nhiệt. Đấy, thì nó sẽ đấy gọi hiện tượng ăn dòng. Nhưng còn con này thì mình phải kiểm tra đã xem là nó bị làm sao. Đấy, đo kiểm tra xem nó phải bị thế không hay là bị một cái gì khác. Đấy, bác mua hàng bên em thì cứ yên tâm nhá, kể cả hàng mà các bác dùng rồi ấy, hay như nào ấy, một vấn đề gì ấy, thì em vẫn có thể bảo hỗ trợ bảo hành bảo dưỡng cho bác nhá. Đấy, máy thì em bảo hành 6 tháng. Đấy, mà sau thời gian bảo hành ấy, để bác dùng rồi. Đấy, dùng cũng được. Đây. Đấy. Đấy. Đây con máy. Nói chung là máy con này vẫn mới. Em vừa mới gửi mà. Đấy, bác dùng bác bảo là nó bị ăn dòng, thế nên là em đổi cho bác con khác. Đấy, ok, bỏ cái xốp này ra. Đấy, bây giờ em sẽ đo đạc một số cái thông số để kiểm tra xem mà nó bị làm sao. Đấy, máy ra. Đấy, thì qua video này thứ nhất là em cũng kiểm tra khi nhận hàng ấy, nhận hàng về bảo dưỡng thì em vẫn phải kiểm tra xem là có nguyên nhân ở đâu. Còn coi video này cũng chia sẻ cho bác là con này thì nó có những lỗi như thế nào có thể phát sinh. Đấy, như ví dụ như con này thì bác bảo là nó bị ăn dòng này. Đấy. Trước mắt thì mình nhìn ngoại quan này thì cái trục nhìn hơi tối, các bác nhìn thấy không? Chắc là hơi tối các bác không nhìn được. Thì cái trong trục này thì nó đang bị lòi ra. Đấy, trước mắt là em phải bị lòi ra rồi. Thì có thể là cái này lúc bác đầu tiên bác bảo nó mình đấu bị nhầm cực ấy. Đấy, vị đầu âm thì mình đấu đầu dương của ắc quy. Đấy, thì nó sẽ thành ra nó bị tự cái hiện tượng nó tự tháo. Hiện tượng nó là tự tháo trục các bác nhá. Đấy, nó sẽ có hiện tượng nó gọi là hiện tượng tự tháo trục. Thì xong rồi bác tháo ra lắp lại. Đấy. Thì đấy là một cái đầu tiên mà em thấy cái trục này nó bị lòi ra. À, em chia sẻ này là để các bác dùng mình biết cách sử dụng thôi, chứ cũng nguyên nhân như nào thôi. Còn hàng thì em gửi lại bác rồi.
Với lại con mới rồi, bác chạy bảo là con mới thì lại chạy được. Thì cũng không rõ là nó bị như nào. Hay tháo cái này bác, tháo mấy ốc này. À, đây này. Con này đây, nó bị tụt trục này. Tụt trục này là nguyên nhân là do bị đầu ngược cực. Đấy, tuột trục này. Cái này có cái trục này có hiện cái này này. Cái trong này. Đây, đây chụp vào đây. Bác đầu ngược cực là nó chạy ngược lại ngay mà. Đấy. Rồi. Ngược cực là nó chạy ngược lại ngay. Ngay khá chi là rít. À, cái gen này. Nó đang bị hỏng gen này. Thì con này không biết là. Rồi, rất là nhiều nguyên nhân để con này có vấn đề rồi. Đầu tiên là cái trục này này. Thì em cũng không biết là vì lý do gì mà lại đang bị ngược gen đây. Đây. Trục này hình như trục này không phải trục của nó. Trục này là bác làm, chắc là bác làm tuột trục. Trục này không phải trục của nó. Trục của nó thì mày mua. Thằng này con này không phải trục của nó rồi. Đây này. Vẫn là chụp của nó nhưng mà gen con này sao bị cháy gen nhỉ? Cái gì kìa bạn? Ừ.
Đây nhá, trục này đây vào lại ok. Đây trục trục mới này, bên em thì có các bộ phận thay thế con này có hết mà. Nhưng mà trục này vào rất là zip. Trục nó rất là zip. Đấy, trước mắt là cái gen này em thấy bị cháy rồi này. Cháy gen này. Trong máy mất đi đường gen rồi. Cái cục này mất đi đường gen rồi. Đấy. Đây bình thường gen như này xoáy vào chắc này rồi. Video này hơi dài nhé, các bác nào việc các bác nào có quan tâm đến đến mẫu này muốn tìm hiểu thì bác theo dõi, còn không thì bác xem những cái review em review nhanh hơn và cô đọng hơn. Còn mẫu này em video này em vừa làm vừa vừa, vừa để tìm ra nguyên nhân của nó ấy, xem nó như nào ấy, nên nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Đấy, nếu bác thông cảm là có những cái video, nhiều video em review nhanh thì bác là muốn tìm hiểu nhanh ấy thì bác xem những video ấy. Còn những cái video nào mà bác những video này kiểm tra sản phẩm ấy. Đấy thì các bác thì nó sẽ mất cũng khá nhiều thời gian. Đấy, thì các bác xem thì các bác có nhu cầu cùng quan tâm đến cái mẫu này về cái em review xem cái này ấy, thì các bác xem thôi, còn không thì nó mất nhiều thời gian, các bác chuyển sang cái video khác review sản phẩm nó sẽ nhanh hơn. Đấy, thời gian em review nó sẽ nhanh, xúc tích hơn. Còn đây là em tháo ra để kiểm tra xem máy móc có vấn đề gì. Đấy, còn như này trước mắt thì em đã thấy là nó cái trục nó bị gen, nó bị ấy rồi, bị nhờn gen rồi. Để nhờn được cái gen này thì cũng không, không em vẫn chưa chưa hình dung được là tại sao nhờn được cái gen này. Đây này. Này, mất cái gen này. Đây là gen trong này. Đấy. Đây là đầu tiên nữa. Em sẽ thử xem máy nó còn chạy không. Máy nó còn chạy không nhá. Xong rồi mình sẽ tìm đến những cái nguyên nhân khác. Ở đây, có nhỉ? Máy thì vẫn chạy. Đấy, vẫn rất là khỏe. Đấy, cho máy rất là khỏe. Giờ muốn tháo được cái này ra ấy, thì mình sẽ lắp ngược. Ngược hai đầu này, đầu âm này, mình sẽ lắp vào cực dương để cho nó có hiện tượng nó quay ngược. Cái con này rất là các bác dùng thì rất là chú ý nhá, phải đấu đúng chiều để quan trọng nó đúng chiều, nếu không thì nó sẽ có hiện tượng đảo trục và nó sẽ có hiện tượng tự tháo ra lại, tự tháo ra thì mình lại mất công tháo ra lắp vào. Đấy, đây ra rồi. Phớt này, con này bơm này có hai lớp phớt nhá, nhờ cũng khá gì là kín nước này. Đấy, phớt trong và phớt ngoài, hai lớp phớt. Đấy, động cơ thì chạy rất là êm. Động cơ thì chạy vẫn rất là êm, không có gì cả. Đấy, dòng khởi động cũng rất... Con này nguyên nhân chắc là do cái trục thôi kìa. Nó trục ban đầu bác xử lý nó có vấn đề rồi, thế nên là nó bị thế. Đây, máy motor chạy. Đây.
rất là êm, rất là êm máy. Nhưng còn cái trục này này, cái vấn đề là ở cái chỗ cái trục này, đây này. Rồi gen dưới thì gen dưới vẫn xoáy được nha. Đây gen dưới em vẫn xoáy được, nhưng mà gen trên không biết là nguyên nhân gì mà bị tét hết gen ra này. Đấy, nhưng không sao, nếu như mà nó hỏng cái này đi chăng nữa ấy, thì em sẽ thay được, thay thế được, nó đơn giản lắm. Đấy, vì có bộ phận thay thế mà. Đây, cái này lắp ở dưới. Đầu này lắp ở dưới thì vẫn đen vẫn vào, tại vì cái đường dưới đấy chân ren nó sâu hơn. Đấy, nhưng mà con này bị mất cái ren này cũng hơi khó hiểu. Đấy, nhưng không sao. Đây, cái này lắp vào đây, để lắp lại phớt, lắp lại phớt các bạn nhé. Lắp lại phớt cho nó. Giờ mình đấu đúng cực rồi, giờ đấu âm với âm, dương với dương thì máy lại chạy thôi. À, thì nó sẽ tổ hiện tượng tự siết vào đây, bao nhiêu này. À, để rồi đấy, thế là siết vào rồi đấy. Đấy, còn cái chỗ này này, cái trục này em thấy nó rất là nặng, thì không biết là do nguyên nhân là do đâu, khả năng là nó bị khô nước thì nên là nó mới nặng như thế. Bây giờ em sẽ thử cho một ít dầu vào xem nó đỡ cái hiện tượng này không. Cho ít dầu à, cho dầu vào. Đấy, thì nó rồi, nó trơn rồi. Đấy, thì cái con này thì thực ra là nó hỏng thì nó rất chỉ là ít khi bị hỏng nhá. Đấy, mà hỏng nó cũng không có gì mà hỏng. Đấy, con này bác bảo ăn dòng thì không biết là nó ăn như nào, nhưng chắc là khả năng là vì là trước là bác dùng ắc quy con ắc quy nó cũ ấy về cái dây xa đấy, thành ra là đấy chạy vẫn rất là êm. Đấy, mình cho ít mỡ vào cho trơn. Đấy, nói chung con này thì nó không vấn đề gì, nhưng em kiểm tra lại này thì thật sự là nó chẳng vấn đề gì cả. Đây, sẽ lắp lại. Đấy, ok, nhưng thôi không sao, thì bác bảo con mới dùng được rồi thì thôi em sẽ để bác dùng con mới. Con này thì em sẽ liên hệ bác để xem là bác có nhu cầu dùng lại không, vì thực ra là con này nó cũng kiểm tra nó cũng không hỏng gì. Đấy, tí nữa thì em sẽ đo, lắp lại xong này em sẽ đo dòng của nó ấy, xem nó ăn bao nhiêu. Đấy, tại vì nó ăn dòng thì phải đo xem là nó ăn bao nhiêu. Đấy, về cơ bản em kiểm tra thì nó lại cũng chẳng có gì đi, kiểm tra lại mỗi dòng thôi xem nó ăn bao nhiêu a. Nhưng con này công suất nó là 100 250W, thì nó ăn dòng nó thực tế thì nó có thể ăn đến tận 20 a cơ. Đấy, 20 a, nhưng mà nếu như mà ăn đến 20 a thì cái lực nén nó rất là khỏe rồi, nó lên đến 4-5 cân cơ, à 4 cân cơ, 3 cân rưỡi 4 cân gì đấy.
Đấy, chứ không phải tự nhiên nó lên được đến đến mười mấy A đâu, 20 A đâu. Mà nếu nó lên như thế mà cái lực nó nén ra ấy, nó không không đủ cái số cân ấy, nó lên ví dụ ăn đến 20 A mà cái cân và cái lực nén ra của nó chỉ rơi vào khoảng cân hay là 2 cân thì như thế thì máy motor có vấn đề. Nhưng còn nếu như mà bình thường, nếu như mà để không tải thì nó ăn ăn khoảng mấy A thôi thì nó không thành vấn đề. Đấy, nhưng mà khi có tải nó ăn ăn lên hàng chục A rồi mà cái số cân, cái lực nén của máy tạo ra ấy, nó thấp ấy, thì là con motor thì có vấn đề. Đấy, còn không thì nó không sao. Đấy, ok, em sẽ lại đăng lại. Cái này bác có cái, đây là cái đầu đầu 8 nhá, lắp lại lại ngon lành luôn. Bác này thì có ở đây kiểu như là cái tiểu khu danh trại, cái danh trại chốt chốt trại thì các bác thì không không có nước đấy, mình không không có điện lưới kéo về có bơm chạy nước, nên là bác đang đang dùng ắc quy để chạy bơm này. Đấy, thì đây là cái con bác bảo em là ăn dòng. Đấy, bây giờ em nhận ở hàng rồi, em giờ em kiểm tra thì về cơ bản ban đầu thì thấy có một số cái lỗi nó bị phát sinh nhìn thấy luôn này, đúng không? Đầu tiên là cái trục nó bị ăn mất gen, thì cũng không, em không biết tại sao nó bị mất gen thế. Còn nếu không cứ để bình thường ấy thì cái gen nó không bao giờ nó bị chai. Đấy, có thể là bác đầu nhầm bị tuột ra rồi xoáy lại hay nhiều đấy, mất gen đấy. Thì bây giờ em sẽ cái nguyên nhân bảo ăn dòng với hao bình ấy, bây giờ em sẽ kiểm tra thực tế nó ăn bao nhiêu, ăn như nào, tại sao nó bị ăn kiểu kiểu như thế. Rồi, ok, thì bây giờ đây đây, mang ra đầu ắc quy kiểm tra xem là nó nguyên nhân do đâu. Bơm hỏa thiên trục xoắn 12V 250W các bạn nhé. Đấy, thì con này lý do bảo dưỡng là anh bảo là nhất là nó ăn dòng. Đầu tiên là nó không lên nước. Đấy, thì cái nguyên nhân không lên nước thì như em đã thì em có trao đổi với anh là điện áp nó bị sụt sụt áp dẫn đến việc không lên nước. Đấy, với cả đấy thôi, chỉ là sụt áp do bình ắc quy với cả do dây mình dẫn đi xa. Đấy, dẫn đi xa với cả bình ắc quy mình ắc quy cũ rồi nó bị sụt đấy. Thì cái vấn đề gì anh đã khắc phục được rồi, thì em thì xong, còn anh bảo là con này nó ăn dòng, nghĩa là cái bình to thế mà dùng dùng được khoảng một lúc mà nó lại hết đấy. Thì anh bảo thế thì em đuổi cho anh con, gửi anh lại con mới rồi đấy, gửi lại con mới luôn đấy, để cho anh có cái sử dụng được luôn. Thì con mới bảo là thì nó lại đỡ hơn thì lại dùng được. Thì con này anh gửi về em thì em bảo dưỡng, em kiểm tra. Thì đầu tiên lúc em mở ra thì nó cái trục của nó ấy, bị gen, nó bị nhờn gen, thì không biết là do mình tháo lắp như nào thì nó bị nhờn cái ý. Cái ý thì em đổi lại đầu thì lại xoáy được vào cái gen dưới. Thì con này anh lưu ý luôn là cái đầu âm dương này thì mình phải đấu đúng, chứ đấu sai là nó sẽ bị tự hiện tượng tự tháo trục ấy. Thì này em nói rất là nhiều về mẫu này rồi đấy, tự tháo trục thì mình lại phải tháo đây, mình lại sẽ phải tháo đây này, một con ốc này, hai con ba con đấy, tháo ba cái chốt này ra thì sẽ nhấc ở cái cụm này ra đây, để bờ nhìn nó dễ, để tháo được cái này ra đấy, nhấc cái cụm này ra, tháo này ra thì sẽ lắp lại cái con trục của nó. Thì cái ý thì đơn giản, không không có gì đấy. Còn cái vấn đề thứ hai anh bảo ăn dòng ấy, bây giờ em sẽ kiểm tra thực tế. Ăn dòng thì là như nào, gọi là ăn dòng? Ăn dòng có nghĩa là cùng một cái mức công suất ở tiêu thụ, nhưng mà cái điện à mà cái lượng cơ năng thì nó, cái lượng nước ra, nghĩa là lượng nước ra này, lượng cơ năng tạo ra này nó bị sụt, nó không bị, nó yếu mà nó điện nó lại vẫn ăn đấy, gọi là ăn dòng.
Còn con này công suất là 250W thì khi nào nó ăn đến 20A mà nó không lên được đến 3-4 cân. Mẫu bình thường em test là lên đến khoảng 4 cân, gần 4 cân đấy. Đấy, thì con đời em đo lại con này để xem là nó có, thứ nhất là xem ăn dòng không, ví dụ em để đến 4 cân, à để đến xoay cái van áp này của em vào này. Để xem nó lên được bao nhiêu cân. Đấy, rồi đo dòng xem nó ăn, lúc ý là nó được ăn bao nhiêu A. Đấy, em đồng hồ đo áp này để xem lúc ý nó ăn được bao nhiêu A. Để xem nó phải ăn dòng không. Đấy. Ok nhá, con pin này nó em dùng cũng rất là lâu rồi. Con này em mấy hôm rồi dùng cũng chưa kịp sạc. Đấy, thì ok. Thì việc đầu tiên là em cho máy chạy ra, máy vẫn chạy được. Máy vẫn chạy được, không có gì cả. Đây. Máy vẫn chạy ngon, không có vấn đề gì. Mỗi là vấn đề anh bảo ăn dòng vậy, đầu tiên là bị sụt áp do quy đấy, thì đấy là vấn đề lúc ban đầu. Đây là em test lại thôi, thì nên là đấu không được chắc chắn, nhưng cái này cái dòng này rất là lớn nên là bác đấu phải cực kỳ chắc chắn nhá, nếu không sẽ bị hở mát này. Rồi đầu tiên là em sẽ đo số vôn nhá, em con này bao nhiêu vôn. Đo sụt áp hay không là đo ở cái đầu nối ở cái gần con bơm ấy, không phải là đo ở cái đầu ắc quy đâu. Đây thì ok, con này vẫn có điện của em này, 12,8V. ok, bây giờ nhá, cái dòng không tải đây, rồi bác xem máy nó chạy rồi. Đây. Đấy. Máy chạy vẫn rất ok. Đây là máy chạy rồi nhá. Máy chạy rồi này. Thì cái dòng không tải nó là bao nhiêu? Dòng khi máy chạy. Đây. Nó khoảng 7A. Đấy, 7A. Bây giờ em sẽ nén tải vào nhá. Đây này, nén tải vào xem nó có áp, nó có lên được không. Đấy. Đấy, lên cân rồi. 2 cân này. Ấy, tụt ra rồi. Đấy. Thì lúc trong cái thời gian lúc nó trước khi tụt ra, các bác nhìn được không? Nó lên đến khoảng gần 4 cân đấy. Đấy, thì chứng tỏ con này là lực nén, lực áp nó rất là khỏe. Đấy, chứ cũng không phải là nó bị yếu. Đấy, thì cái dòng em chưa kịp đo. Nhưng mà lên như thế thì nó sẽ là khoảng là lên đến 10 mấy A vậy. Đấy, thì là con này công suất nó là 250W, nó sẽ lên đến 20A. Đấy, và lúc tu lại video các bác xem thì chắc là sẽ thấy được cái lúc cái khoảng cái kim đồng hồ này. Đấy, nó phọt lên đến gần 4 cân thì nó sẽ bị tuột cái này ra của em này. Đấy, tụt ra rồi. Đấy, thì chứng tỏ con này thực ra là không sao. Đấy, em kiểm tra đấu nối, đo đạc các kiểu nó không sao. Đấy, thì ok, thì qua video này em muốn lưu các bác là nhất là cái đầu cực này, đúng đầu âm dương. Đấy, đúng đầu âm dương thì máy nó mới chạy. Thì nó thực ra ngược chiều nó có sẽ quay ngược, nhưng quay ngược nó sẽ tự tháo trục, tháo mất cái trục trong máy ra này. Đấy, máy con này vẫn ngon, không cần gì cả. Chắc ăn dòng là chắc là do bình của mình nó bị yếu hay đuối nào, nó bị sụt áp thôi. Đấy, chứ còn máy móc thì em đo đạc áp suất, áp để máy chạy vẫn rất là ok. Đấy, ok bác nhá, thì em
kiểm tra cơ bản thôi, còn con này em sẽ liên hệ với anh à, bảo là nó không sao đấy, nó không sao cả. Và cái trục lúc em tháo ra thì bên trong nó bị nhờn ren, không biết là do như nào thì nhờn ren, em sẽ báo lại cái ý. Cái này thay trục thì nó đơn giản, thay là trục mới ngay mà, không vấn đề gì cả đấy. Ok bác nhá, thì chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Bác Soka xin chào các bác.